Tham luận tại Đại hội 13 sáng nay, một vấn đề được nhiều bộ ngành quan tâm thảo luận chính là thách thức và thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta trong thời kỳ mới. Chuyển đổi số được nhận định là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tốt để những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam có thể rút ngắn được thời gian, bắt kịp các nền kinh tế phát triển. Tham luận tại đại hội với chủ đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cú hích của đại dịch COVID-19, thế giới đang ở điểm đột phá của quá trình chuyển đổi số. Đây là cơ hội cho Việt Nam thực hiện khát vọng hùng cường thịnh vượng, kinh tế số giúp kinh tế tăng trưởng bền vững bao trùm. Khi cuộc cách mạng số, cách mạng 4.0 xảy ra, các nước như Việt Nam có cơ hội bứt phá, nhưng phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. Cả quản lý nhà nước, doanh nghiệp cần sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận. Công nghệ số sẽ sinh ra những mô hình kinh doanh mới, thách thức hoặc thay thế mô hình kinh doanh cũ. Vấn đề là chúng ta có dám chấp nhận các mô hình kinh doanh mới này hay không? Nếu dám chấp nhận, nhưng lại là người sau cùng chấp nhận thì cũng không có giá trị nhiều. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Nhưng phải là sự chấp nhận sớm, sớm hơn người khác. Đi sau người khác, đi cùng người khác thì sẽ không có cơ hội thay đổi thứ hạng Việt Nam. Khi chấp nhận cái mới, chúng ta có thể mất một số thứ, nhưng chúng ta không có quá nhiều thứ để mất và đó là cơ hội của chúng ta. Để chuyển đổi số, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần tiến hành theo các bước chiến lược, đó là đẩy nhanh chuyển đổi số để tăng hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động và tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới, sử dụng số hóa như một cạnh tranh trong nước và toàn cầu, tiến tới nền kinh tế được số hóa toàn diện. Trong tham luận nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng nhận định, chuyển đổi số không chỉ có tác động trực tiếp tới các hoạt động thương mại, mà còn làm thay đổi sâu sắc các phương thức sản xuất truyền thống, vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt để những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam có thể rút ngắn thời gian, bắt kịp các nền kinh tế phát triển. Để có thể tận dụng được thời cơ này, giúp Việt Nam nâng cao vai trò vị thế trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững, cần bám sát quan điểm xuyên suốt của Đảng đã xác định, đó là ngoại lực là quan trọng nhưng nội lực đóng vai trò quyết định. Theo đó, trọng tâm là phải tập trung vào thúc đẩy tái cơ cấu, nâng cao năng lực nội tại của các ngành công nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước, củng cố các doanh nghiệp lớn, nòng cốt trong các lĩnh vực sản xuất nền tảng và lĩnh vực mũi nhọn, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực áp dụng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao. Thực tế, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã trở thành một trong những xu hướng phát triển của thời đại, Việt Nam cần phải chuyển đổi số mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng đến việc xây dựng thể chế vượt trội và chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần có nỗ lực toàn diện và đồng bộ để tháo gỡ các rào cản trong hệ thống luật pháp và chính sách để khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các rào cản vướng mắc từ các cơ chế chính sách về kinh tế, đầu tư, thương mại, viện nghiên cứu và trường đại học. Để ứng dụng thành công các thành tựu của khoa học và công nghệ vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi ngành, mỗi cấp, mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự chung tay, góp sức của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội vì một mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại.